Đức Tiến xin được kính chào quý vị và vui mừng gặp gỡ lại tất cả quý vị trong một chương trình trò chuyện ngày hôm nay. Và thưa quý vị, như là quý vị cũng biết rất nhiều về hình ảnh của sư cô được có biết tên đó là pháp danh Thích Nữ Ngọc Liên, mà trước đó thì chúng ta biết rất nhiều về sư cô với rất nhiều những danh hiệu khác nhau, và đặc biệt riêng bản thân Đức Tiến thì cũng có rất nhiều lần được làm việc với sư cô. Và điều đặc biệt hơn nữa mà chúng ta rất vui và tự hào được biết về sư cô đó chính là sư cô bây giờ đã là thành tiến sĩ, đó là sư cô tiến sĩ Bích Liên với pháp danh là Thích Nữ Ngọc Liên. Hôm nay thì Đức Tiến mời quý vị cùng với Đức Tiến, chúng ta cùng gặp với sư cô và sẽ có đôi lời cùng trò chuyện với sư cô. Trước tiên thì cảm ơn sư cô rất là nhiều. Xin mời sư cô lên chào tất cả quý vị ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư cô xin trân trọng kính chào quý khán thính giả và Phật tử khắp nơi. Chào Đức Tiến. Đức Tiến nói gặp sư cô nhiều lần, gặp ở đâu nhớ không? Đức Tiến nhớ là được gặp sư cô trong một cái cuộc thi nhan sắc hoa hậu ở một tiểu bang xa xa mình đây. Và lúc đó Đức Tiến nhớ là sư cô đến, trời ơi, các thí sinh thua xa hết, thì sư cô đẹp quá, sáng rực luôn. Mà lúc đó sư cô là chánh chủ khảo phải không vậy? Đúng rồi, sư cô là đại sứ sắc đẹp mà là chánh chủ khảo của chương trình quốc tế đó. Đúng rồi. Và lúc đó gặp tài tử Đức Tiến. Lúc đó gặp một người thì trong cái lĩnh vực là hoa hậu, một người lĩnh vực là tài tử. Mà lúc đó Đức Tiến đến từ Việt Nam ha, là lúc đó em cũng đã định cư ở bên Texas. Đức Tiến bên ở Dallas, Texas, thưa với sư cô. Và sau đó thì Tiến còn nhiều cơ hội khác gặp sư cô, như là thời gian gần đây gặp sư cô trong các cái chương trình của Đài Lễ Phật Đản. Đài Lễ Phật Đản là sư cô làm chương trình đó. Đúng rồi. Cũng rất là hạnh phúc khi được sư cô mời Đức Tiến đến để làm chương trình cùng với sư cô. Và hôm đó phải là đông và hạnh phúc lắm sư cô biết không? Tại vì chắc sư cô cũng đi nhiều, cũng biết là các chương trình Đại lễ Phật Đản ở nhiều nơi là Tiến đến mình thương lắm. Thương chùa là thứ nhất, thương Phật tử là thứ hai. Tại vì có nhiều ở tiểu bang nhiều nơi họ không có được điều kiện, khí hậu không có, rồi chùa cũng không có lớn, rồi Phật tử cũng không có đông. Tự nhiên mình đến cái mình, mà bản thân con cũng đi nhiều nơi mới thấy là nhiều khi là mình ở ngay ở nơi đây cái mình thấy nó bình thường, nó không có không hạnh phúc. Nhưng mà khi mình đi khỏi đây rồi mới thấy điều đó hạnh phúc bao la, phải không sư cô? Đúng là như vậy, bởi vì cái phương tiện của mình, nhất là những người dân ở California, mình làm việc ở đây thì đông người Việt Nam, cho nên nó rất là phương tiện. Cho nên khi mà giáo hội tổ chức tại Nam California trong cái chương trình Lễ Phật Đản mà mời Đức Tiến làm MC đó, thì chắc quý vị còn nhớ là 4 MC mà một chương trình đài nhạc hội mừng Lễ Phật Đản, rất là khá đông với những lời ca tiếng hát của các anh chị nổi tiếng không à. Cho nên cái chương trình đó cũng rất là được nhiều quý khán thính giả và đặc biệt là Phật tử yêu mến cũng nhắc nhở sư cô hoài những cái ngày đó. Phật tử đều đến là khen cái chương trình rất là hay, để lại trong lòng có những ngày đi lễ mà được thưởng thức những lời ca tiếng hát về quê hương, về ngày lễ Phật Đản, cho nên họ rất là vui đó. Cũng để lại trong lòng họ nhiều kỷ niệm lắm. Cảm ơn sư cô rất là nhiều. Và thưa quý vị, quý vị cũng biết đến sư cô pháp danh Thích Nữ Ngọc Liên qua rất nhiều các vai trò khác nhau. Và điều mà chúng ta không chỉ biết đến sư cô là một người đã rất thành công, thành đạt trong đời sống của mình và quyết định trở thành người tu hành, nhưng mà điều mà chúng ta cũng thấy là rất là tự hào hơn nữa là sư cô đã học và nhận được bằng tiến sĩ tại Sri Lanka. Sư cô cho chia sẻ thêm quý vị, vì sao mình đã quyết định đi tu rồi mà còn quyết định đi học, học thành tiến sĩ nữa? Điều đó có thật sự là nó quá quá lớn, quá nặng với sư cô không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa Đức Tiến, lẽ ra mình trước đây mà khi sư cô nói là sư cô quyết định xuất gia đó, thì sư cô không nghĩ rằng sư cô phải đi học. Bởi vì sau những cái năm mà sư cô làm việc thì sư cô không nghĩ đến cái vấn đề đó nữa. Khi mà đi xuất gia rồi thì sư cô về Việt Nam xuất gia. Nhưng thời gian về Việt Nam xuất gia thì ở đó tu học, học kinh, rồi công phu bái sám và công việc chùa một thời gian, thì sư cô được sư phụ bên Việt Nam đưa sư cô lên Sài Gòn để sư cô học về Phật pháp. Rồi xong rồi thì sư cô cần phải có một cái tăng tịch để mà đi vào học đến nước ngoài. Đặc biệt là một là sư cô học tại Mỹ hoặc là sư cô học ở đất nước khác. Thì khi sư cô trở về lại Mỹ thì sư cô được sư ông Pháp Chủ Thích Giác Nhiên cho cô cái tăng tịch tỳ kheo ở tại Mỹ. Và sau đó sư cô cũng có cái nhân duyên là tìm được một người thầy đến từ Sri Lanka
thầy giáo sư đi dạy tại Los Angeles qua sự giới thiệu của sư huynh, của sư cô, của sư cô Hoa. Thì sư cô gặp gỡ ngài và sư cô cũng có một cái ý là một là sư cô đi học ở nước ngoài hoặc là sư cô học tại đất Mỹ. Cái lý do là bởi vì khi cô đã đi xuất gia rồi mà sư cô không đi học thì rất là khó khăn, bởi vì mình đi tu mà không đi học là mình có thể là trở thành một người đi tu mù. Hơn nữa đó là nếu mà mình đi tu đã sao rồi, đi sao mà còn không có đi học nữa thì càng khó khăn nữa. Cho nên sư cô nghĩ rằng thôi, bây giờ mình cũng phải cố gắng hy sinh để rồi mình học đến đâu rồi hay đến đó. Cho nên thì sư có dịp đó sư cô mới gặp một giáo sư. Và giáo sư hứa với cô là sẽ giúp cho cô nộp đơn ở Sri Lanka. Và khi mà cô nộp đơn được và trường đã nhận sư cô rồi thì sư cô mới cố gắng học. Nhưng mà thật sự ra với Đức Tiến là, thưa quý vị, người ta nói là mình đi tu rồi mình đâu có cần cái gì đâu nữa. Người ta gọi là đi tu thì coi như bỏ lại hết. Nhưng mà bỏ đây có nghĩa là mình không vướng bận. Mình bỏ đây có nghĩa là không phải là mình bỏ hết tất cả, mình không cần thiết nó. Đức Tiến thấy bây giờ phương tiện đời sống cái gì cũng phải cần. Bây giờ người tu cũng phải cần chiếc áo và cũng cần cái đầu tròn áo vuông mới gọi là người tu. Rồi bây giờ sư cô đi tu mà sư cô không có học thì cái không có cái học đó thì sư cô sẽ không có cái cơ hội để hành. Sư cô có cái bằng, có cái sự công nhận đó thì sư cô mới làm việc nó dễ dàng hơn. Bây giờ xã hội bây giờ rất là cần thiết cho cái bằng cấp. Mặc dù mình nói là cái bằng cấp nó không có cần thiết, nhưng mà cái tấm giấy đó rất là quan trọng. Nếu như mình có nó, mình biết sử dụng nó. Còn nếu mình không có, mình rất là khó. Sư cô còn nhớ một lần có một cái chương trình đó rất lớn, mà lúc đó sư cô cũng mới vào tu đâu chừng trên dưới một năm thôi. Thì hòa thượng có phân công công việc, thì hòa thượng có nói với sư cô một điều như thế này. Sư cô nằm lòng, khi có một cái vị trí trong công việc, trong một cái giáo hội nào đó mà mình không có một cái vị trí, cho dù mình muốn vào rửa chén người ta cũng không cho. Phải có danh có nghĩa thì mới được làm. Vì vậy cô đi tu cũng vậy, cô cần phải có đi học, cô phần phải có cái bằng cấp chứng nhận, dù cao dù thấp đó, thì sư cô phải học để mà sư cô dùng, để mà dễ dàng sư cô làm việc hơn. Bởi vì khi sư cô đi xuất gia thì sư cô thích làm việc và giúp đỡ xã hội nhiều. Cảm ơn sư cô rất là nhiều đã chia sẻ cho chúng ta biết là vì sao sư cô quyết định chọn con được học để hoàn thành thêm. Và đúng sư cô nói, có học thì mới hành, có cái kiến thức, có được cái sự hiểu biết, có được những cái điều đó thì khi mình đưa vào trong đời sống tu hành của mình là một phần, một cái phần chính là giúp đỡ cho những người khác. Tại vì đi tu không chỉ cho mình, không phải ông sư cô, mà đó là cho chính cả những người mình thân yêu, gia đình của mình và cho những người khác khi họ tìm đến mình để mình có được cái phương tiện, mình có được cái kiến thức để mình có thể giúp cho họ bớt đi những khổ đau. Chứ mà mình không, mình giống như sư cô nói, đi tu mà không có sự học, không có sự hiểu biết thì đó như là bị mù trước cái cuộc sống của mình. Đúng rồi, phải có kiến thức, rất là quan trọng. Thưa với quý vị và cũng như thưa với sư cô, thì khi sư cô đến với vùng đất Sri Lanka để học 4 năm về tiến sĩ bên đó, thì bên đó có nhiều người học tiến sĩ không sư cô? Và đặc biệt là có nhiều người Việt Nam mình không sư cô? Dạ, thưa Đức Tiến và thưa quý vị, khi mà sư cô cách đây trên 4 năm á, thì sư cô học thì có người Việt Nam tu sĩ, tất cả các số quý vị đến từ Việt Nam, rồi có những các vị khác từ Myanmar hay là Thái Lan hoặc là ở Cambodia, Campuchia đó cũng đến học. Nhưng mà với Việt Nam mình lúc đó khoảng chừng trên dưới 30 vị thôi. Nhưng bây giờ thì sư cô thấy được là hình như là khoảng chừng 60 vị đến từ Việt Nam. Đó là cái điều mà sư cô cũng rất là vui. Bởi vì khi mình học mà mình cảm thấy người Việt Nam của mình đến từ các nơi, đặc biệt là đến từ cư sĩ đến từ Việt Nam, mấy người tăng ni đó qua đó du học.
Thành ra cái vấn đề đó nó cũng là cái điều tốt, bởi vì đất nước Sri Lanka là một đất nước rất là tốt cho tất cả các vị tăng ni đến đó học về Phật pháp. Dạ vâng, và thưa quý vị, có thể nói là khi nghe được sư cô chia sẻ câu chuyện của mình khi học tại Sri Lanka và tốt nghiệp được văn bằng tiến sĩ, đó là điều không phải là ai cũng làm được. Và quyết định cái điều đó là điều mà chúng ta thấy là sư cô cũng bỏ rất nhiều cái tâm huyết, cái công sức và cái tình cảm của mình. Nhưng mà khi đã tốt nghiệp rồi với tấm bằng đó thì sư cô định là mình sẽ ứng dụng và dùng cái bằng đó vào trong những công việc gì thưa sư cô? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị và thưa Đức Tiến là khi mà sư cô học xong rồi, tốt nghiệp rồi, sư cô trở về Mỹ là cuối năm 2019. Xong rồi khi cô về đây thì cô lại trở và lại trường một lần nữa đầu năm để sư cô có một cái cơ hội sinh hoạt với ni chúng ở bên đó. Thì thật sự ra khi mình không có cái mảnh bằng tiến sĩ thì sư cô nghĩ rằng mình cũng làm việc được. Nhưng mà khi sư cô đi học như vậy, sư cô có cái điều kiện gặp gỡ các tăng ni ở bên đó nhiều hơn. Thì sau khi sư cô học rồi thì sư cô trở lại vừa rồi thì sư cô cũng đã sáng lập ra một giáo hội ni bộ thế giới. Thì khi mà sư cô lập ra rồi thì đầu tháng 2 2020 thì sư cô đã có một lần hội thảo ở bên Sri Lanka. Thì gần 100 vị ni bộ thế giới. Thật sự ra cái công việc của sư cô là sư cô thích làm việc quốc tế hơn. Bởi vì sư cô học ra trường ở Sri Lanka. Rồi khi mà học ra trường, khi cô trở lại với sinh hoạt với ni bộ thế giới rồi thì trường sư cô có mời để mà sư cô làm việc phát triển cái ngôi trường đó với học sinh nước ngoài, học sinh quốc tế. Cho nên nhờ cái tấm bằng đó mà cô cũng được các ngài mời cô hợp tác và cộng sự với trường. Trường đại học của cô đã học qua Canada University tại Kuala Lumpur. Cho nên cô đã sinh hoạt về ni bộ thế giới ở bên đó một lần. Và kể từ đây trở đi thì cô vẫn làm việc với trường, cũng như một giáo hội mà Tăng Thống cũng mời cô là phát triển giáo hội cho lớn hơn là quốc tế. Cho nên cô rất là may mắn khi mà cô học xong rồi thì cô được làm việc quốc tế như vậy thì nó dễ dàng cho cô hơn. Đó là cái điều mà cô hiện giờ là cô vẫn làm việc qua lại với trường. Như vậy là khi nghe sư cô chia sẻ này, Tiến có thể hình dung được là nếu như các vị nào mà đang mong muốn được đi học ở ngôi trường Sri Lanka đến đây và để có thêm được cái kiến thức và cũng như văn bằng của mình, là sư cô cũng sẽ có được cái cách phương tiện để giúp đỡ cho họ, phải không sư cô? Thưa Đức Tiến, là thưa quý vị, hiện giờ trong năm nay đó thì sư cô đã quyết định tài trợ cho 20 vị học sinh. Nếu mà quý vị đi học cho 4 năm tiến sĩ thì sư cô sẽ tài trợ trong 4 năm tại trường Canada University. Nếu mà quý vị nào cảm thấy mình có khả năng để mình trở về với Sri Lanka học thì đăng ký tại trường. Bắt đầu từ 2021 trở đi là trường sẽ cho học bổng cho những người mà khó khăn để mà muốn hoàn thành cái bằng tiến sĩ của mình. Đó là cái điều mà trong giáo hội đi bộ của cô đang tiến hành. Quá. Nghe đến đây là chúng ta thấy ấm lòng rồi, coi như được học bổng đi học và được hướng dẫn, được một người giống như là đã đi trước như sư cô đây để hướng dẫn thì chắc chắn là quý vị sẽ có được nhiều cái phương tiện hỗ trợ. Và coi như ngày xưa sư cô là gần như là tự mày mò đi, sư cô. Đúng rồi, và Đức Tiến, tại vì chính sư cô tự lo, tự lấy và tự chi phí hết tất cả. Thì trong cái điều kiện của sư cô nó có, nhưng mà khi sư cô về đó học thì sư cô tìm hiểu ra đó, sư cô thấy cũng có rất là khó khăn cho những vị mà đi xuất gia rồi vào trong những ngôi chùa nó còn bé nhỏ, rồi không có được tài trợ cho đầy đủ. Cho nên cô mới có cái ý nghĩ ra, sau khi cô học xong rồi cô phát nguyện là cô sẽ cố gắng để mà hỗ trợ lại, để tài trợ cho các vị tiếp tục để mà đạt được cái ước nguyện của mình trong đời sống tu tập, để mà hóa độ chúng sanh sau này. Hay quá, nghe anh đây em thấy ấm lòng vui rồi thưa quý vị. Dạ vâng, thưa quý vị, thì quý vị cũng biết đến sư cô
không chỉ qua những gì sư cô chia sẻ, đó là những cái việc học của sư cô với những công việc của sư cô với quốc tế, với thế giới và cũng như với các chương trình tại Mỹ không, mà riêng đặc biệt là các quý vị ở tại Việt Nam cũng thấy sư cô xuất hiện trong rất nhiều trong những cái chương trình, gọi là mang đến những cái tình thương của sư cô đến với người nghèo khó tại quê nhà, những người già neo đơn, những trẻ em mồ côi, và cũng giúp đỡ cho rất nhiều các ngôi chùa và rất nhiều các Phật tử tại nơi đây. Đức Tiến thấy được những cái việc làm đó vô cùng gọi là ý nghĩa và thật sự là thiết thực so với những gì là mình nghe mà là mình thấy thực sự thực tế. Sáng ngày 30 tháng 5 năm 2019, nhằm ngày 26 tháng 4 năm Kỷ Hợi, Chư Tăng Chùa Thôn Dôn, phường An Bình, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã long trọng tổ chức lễ khánh thành ngôi sa la giảng đường vừa xây dựng xong. Công trình ngôi sa la giảng đường và kết cấu xây dựng bê tông cốt thép 2 tầng, trang trí điêu khắc hoa văn theo kiểu truyền thống Phật giáo Nam Tông, được hoàn thành do sư cô Bích Liên cùng quý Phật tử phát tâm tài trợ. Bên cạnh ngôi sa la giảng đường được xây dựng, còn có những công trình trùng tu tăng xá, sơn chánh điện, cổng chùa hàng rào, xây dựng nhà bếp, cột đèn, nhà vệ sinh, lót gạch khuôn viên chùa, v.v. với tổng kinh phí xây dựng gần 10 tỷ đồng. Trong đó, sư cô Bích Liên đã tài trợ kinh phí xây dựng là 8 tỷ 300 triệu đồng. Ngoài ra còn có sự đóng góp hùng phước tịnh tài, tịnh vật từ quý Phật tử, quý vị mạnh thường quân gần xa với kinh phí gần 1 tỷ 600 triệu đồng. Đó là những đóng góp vô cùng quý báu và thật sự đáng trân trọng, góp phần làm cho chùa Thôn Dôn thêm phần trang nghiêm như ngày hôm nay. Đại diện nhà tài trợ, sư cô Bích Liên phát biểu, chia sẻ những tâm huyết khi kêu gọi vận động các mạnh thường quân phát tâm cúng dường tịnh tài, công sức để xây dựng sa la giảng đường chùa Thôn Dôn. Được sự trợ duyên nhiều phía nên ngôi sa la sớm được hoàn thành. Thưa với sư cô, phải nói là khi mà làm những công việc thiện nguyện như vậy để giúp cho những người đó và cũng như là xây thêm những ngôi chùa đó, thì khi sư cô làm những điều như vậy thì tất nhiên là ai cũng thấy rất là tấm lòng sư cô hết rồi, đúng không ạ? Ai cũng thấy được những điều rất là hay. Nhưng mà có khi nào sư cô nhận ra được những cái thông tin trái chiều mà làm cho mình buồn lòng không sư cô? Và khi đó thì sư cô thường làm gì? Thưa Đức Tiến và thưa quý vị, nếu như mà Đức Tiến thấy là có những cái trái chiều với công tác từ thiện của mình, theo sư cô nghĩ chắc các vị đã từng đi làm từ thiện chắc cũng có thấy điều đó đó. Đối với sư cô thì mỗi lần mà sư cô đi từ thiện thì sư cô trải hết cả tấm lòng của mình. Sư cô làm hết những gì bởi vì sư cô có một cái niềm vui đi trước. Cho nên sư cô làm rất là vui. Nhưng thật sự thưa với quý vị là chỉ có trái chiều là những người mà họ không có hiểu được cái công việc của mình làm, thì họ suy nghĩ một cái cách khác hơn một chút, làm cho mình cảm thấy mình chặn lòng. Chẳng hạn như bây giờ mỗi bao nhiêu lần cô đi tài trợ mổ mắt nè, rồi cô tài trợ xây giếng nè, xây nhà, xây cầu, xây trường học, xây nhà dưỡng lão, xây lò thiêu, hầu hết là rồi xây đường cho người ta, rồi xây những cái đường đi vào chùa, những cái kênh nhỏ, hình như là té đầu bể cổ gì sư cô cũng giúp hết. Nhưng mà thưa quý vị, nếu mà nói về trái chiều thì một cái chuyện nhỏ để sư cô chia sẻ. Đối với sư cô thì sư cô không có mang cái đó là nỗi buồn, nhưng mà sư cô chỉ rất tiếc là có ai đó họ không hiểu được cái công việc của mình làm, hoặc là họ chưa từng làm, họ nghĩ về trái chiều. Chỉ có một cái trái chiều là hiện giờ thôi. Giống như chắc Đức Tiến cũng có thấy tin tức là sư cô xây một cái ngôi chùa ở Việt Nam. Mà bởi vì hồi xưa trước đây sư cô chưa xuất gia, thì sư cô nghĩ rằng nếu mà có phương tiện sư cô sẽ xây một ngôi chùa để cho quý thầy, quý cô tu học. Thì cái đó sư cô được phước báo. Nhưng mà khi mà sư cô đi xuất gia rồi thì sư cô lại có một cái nhân duyên. Trước đây sư cô đến cái ngôi chùa đó, sư cô xây một cái lò thiêu. Xây lò thiêu xong cái sư cô lại xây cái trường học cho các em nó học. Cái ngôi chùa đó là cái ngôi chùa người
Khmer mà ở Việt Nam. Yeah. Thì Đức Tiến biết rồi, người cái dân tộc đó họ kém may mắn hơn mình. Đúng. Họ không có được giàu, không có được cơ hội như người Việt của mình, bởi vì dân tộc của họ thiểu số. Yeah. Thành ra cô thấy nó cũng có một cái lòng thương của cô dành cho họ. Thì sau này cô trở về thì cô thấy rằng ngôi chùa nó không có còn như khi mà cô xây cái lò thiêu rồi xây cái trường học nữa, mà nó lại hư hết rồi. Nhất là lần này sư cô mới mạnh dạn, sư cô đi vào trong, sư cô xem trong căn chùa, thì cái chùa cái đất nó rộng, mà cái nơi tăng ở đó, tăng xá đó, nó rất là nghèo. Cái nhà thì rất là cũ mà nó rất là nóng, nó không có la phong. Cho nên nóng, cửa sổ thì mục nát. Còn cái nền nhà nó không phải lót nền như mình, mà nó gọi là nằm trên cái đống xi măng. Thì các tăng mà tăng bé bé đó, ngủ nội mà sư cô vào thì sư cô nghe cái mùi đó, sư cô đã ngợp rồi. Bởi xi măng nó bốc lên cái mùa mưa gió đó thì rất là khó, mà tại sao người ta ngủ được. Sư cô mới phát nguyện là sư cô góp cúng dường tiền để mà xây dựng lại cái tăng xá. Sau khi tăng xá xong thì sư cô lại thấy cái nhà tổ quá hư, thờ mấy ông tổ mà sao mà thầy mà cũ kỹ quá. Sư cô lại đi sửa hết cái nhà tổ đó, sửa đâu thì nó hư đó, cho nên vì lẽ đó mà phải sửa toàn bộ. Khi mà sửa xong thì thấy cái bàn thờ lại cũ với cái nhà quá, thành ra là phải đi mua cái bàn thờ về để mà thờ quý ngài. Cho nên cái sự mà làm việc của sư cô nó lại tiếp tục. Rồi cuối cùng là sư cô nghe được là một người nào đó hứa là xây một cái ngôi chùa lại, thì cái giá nó chừng khoảng trên dưới 10 tỷ. Oh, wow. Sư cô cũng mừng. Sư cô mừng là xong hết trơn, thì người chủ trì đó mới mời cô là thôi đóng góp với cái người đó đi để mà chia sẻ trong cái sự phước báo. Thì cô nghĩ bây giờ trong cái nguyện của mình muốn xây được một cái chùa mà chưa làm, thôi vậy thôi mình hứa. Hứa trước mọi người là 3 tỷ. 3 tỷ Việt Nam của mình là tính nôm na là 150.000 đi. Thì lúc đó sư cô hứa với giữa Tam Bảo và mọi người thì 3 tỷ. Rồi khi mà cô về lại Mỹ rồi đó, thì theo cái thực hiện đó cô mới chuyển tiền dần dần cho thầy làm. Khi mà chuyển làm tới đâu thì cái người kia họ rút lui, họ không làm nữa. Họ bỏ một cái ý đó luôn. Coi như là tiền thì không có gửi cho thầy làm, thì 3 tỷ của sư cô làm đó là dừng, không có làm tiếp. Vậy thì cái sự mà ta chuẩn bị đó người ta lại bỏ ngang. Thì sư cô nghĩ thôi bây giờ mình đã tâm nguyện của mình là một ngôi chùa để cho Phật tử tu học, và bây giờ thôi đây là cái cơ hội. Sư cô mới bán một cái nhà của cô tại Sài Gòn 5 tỷ. Sư cô bán cái nhà Sài Gòn 5 tỷ đó, sư cô mới chuyển dần dần cho sư đó. Để mà sư đó hoàn thành cái ngôi sala giảng đường của chùa Thôn Dôm ở bên Việt Nam. Thì khi mà mình xây dựng xong rồi đó, thật sự ra đó thì cô không có nghĩ gì, cô rất là vui. Bởi vì cô chỉ nghĩ rằng cô làm trong khả năng như vậy thôi. Nhưng mà cái thời gian đó thì có thể là thầy làm thêm cái gì đó thì sư cô không biết. Nhưng mà đến khi năm vừa rồi thì thầy nói là nếu mà sư cô không về, cơ hội về để mà khánh thành thì không có được. Tại mình là người tài trợ cho một ngôi Tam Bảo như vậy mà không về thì không được. Sư cô phải về. Thành ra nếu mà về thì sư cô phải cúng dường trai tăng, sư cô phải có những chương trình từ thiện, sư cô phải dốc lòng hết. Tại cái tánh của sư cô là phải như thế. Thì thưa với Đức Tiến là kể lại cái vấn đề mà mình tài trợ một ngôi chùa như vậy, thì cô cũng thấy rằng thôi mình, cái cơ hội, cơ duyên của mình đến rồi. Thì mình xây cái Tam Bảo cho người Khmer, người nghèo, cái may mắn hơn mình để người ta tu học là mình cái phước báo. Cho nên khi cô xây dựng xong thì năm vừa rồi thì cô được mời về khánh thành. Thì cái tánh của cô là khi mình khánh thành thì cô muốn một cái chuyến đi nó có ý nghĩa hơn, và một công đi thì đó mình phải làm cho đó đôi ba chuyện. Thì cô mới dồn lại là vừa làm từ thiện cho các người nghèo ở nơi đó, và các trẻ em đi học, những cái bát phát cô order cô làm hết, rồi cô cúng dường trai tăng rất là lớn. Đúng ra cái chi phí ngày hôm đó là 700 triệu đó. Là khoảng chừng trên dưới 30.000 hơn đó đó. Thì sư cô quyết định làm cho nó có ý nghĩa khi mà mình xây một ngôi chùa. Thì phải nói rằng cô hoan hỷ lắm. Thì mới đây thôi,
cái dịp đó cũng không có sâu xa lắm, thì cô nghe là cái người chủ trì đó họ mới để cái bảng tên của cô ở trên cái nơi mà xây dựng. Thì có một vài người lại không đồng tình, là không đồng ý cho thầy để cái tên của sư cô là người xây dựng cái nơi đó. Bởi vì theo cô được biết, cô đi làm một cái gì, xây một cái ngôi nhà nhỏ cho họ. Hồi xưa cô làm xây nhà nhỏ 500 đô, người ta cũng phải để cái bảng ở trên cái nhà đó, ai là người tài trợ. Rồi sau này ngôi nhà xây tới 50 triệu thì 2.000 đô, họ vẫn để cái bảng đó. Và đây là một cái ngôi chùa rất là lớn. Thì thầy ghi lại, bởi vì cái ngôi chùa đó nó bao nhiêu năm thì cái tên tuổi mình nó vẫn còn ở đó. Thì cái đó cũng quý thôi, nhưng mà đó là cái người chủ trì họ muốn ghi lại như vậy để cho tri ân mình, cũng như để cho những người sau này, cái thế hệ sau họ thấy và họ tiếp nối cái công việc này còn lại ngàn đời nữa. Thì có một vài vị nào đó không đồng tình và có thể là gây với cái người chủ trì đó là không muốn để cái tên sư cô, bởi vì nói rằng mình làm như vậy là một cách quảng cáo đó. Nhưng mà rồi sư cô nghĩ lại là, ủa, cái ông sư thầy đó ông không muốn bỏ xuống, thì cái chùa của thầy làm thì người khác sao có ý kiến như thế. Thì sư cô nghĩ rằng nếu mà người nào có tiền làm thì họ cứ để tên họ vào. Còn sư cô làm thì thầy muốn tri ân, thầy để thì thầy cứ để. Còn thầy không để thì cô cũng đâu có buồn đâu. Miễn sao đừng để tên người khác thôi. Nhưng mà thí dụ vậy. Thì cho nên sư cô nghĩ rằng những cái người họ không làm được, họ hay có những cái thắc mắc. Cô không có buồn, nhưng mà cô cảm thấy nó hơi lạ. Hơi lạ là có một cái là có thể là mình làm được việc, rồi người ta nghĩ cái điều trái chiều hơn. Thì sư cô cũng có cái điều hơi thắc mắc. Thì sư cô thật sự ra nhiều khi cũng chận lòng. Chận lòng là mình trải cả tấm lòng của mình làm trong công tác từ thiện, ngoài những công tác từ thiện ở ngoài xã hội rồi tới cả chùa, mà lại có những cái sự phản hồi lại, trái chiều lại. Mà cũng cái này trái chiều mà cô lại biết được không phải trái chiều của Phật tử, mà trái chiều của người tu. Thành ra làm cho cô cảm thấy nó dừng lại. Nó dừng lại ở nơi nào đó. Làm cho cô cảm thấy không có buồn, nhưng mà dừng lại. Thì cô cũng có một cái sự suy nghĩ vậy thôi. Còn cái vấn đề mà quý vị thắc mắc thì quý vị cứ thắc mắc. Còn cô làm thì cô làm. Cho nên thật sự ra cũng cách đây vài hôm nè, cũng có một vị nào đó Việt Nam cũng gọi qua muốn phỏng vấn cô về cái vấn đề công tác xã hội từ thiện của cô, đặc biệt là Việt Nam, mà nhất là tỉnh Kiên Giang. Tỉnh Kiên Giang cô làm không biết bao nhiêu là nói, bởi vì cái tỉnh Kiên Giang nó cũng gắn liền với cái huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang của sư cô sinh ra. Cho nên vì có thể cái nhân duyên mà cô làm rất nhiều, ngoài những cái ngôi chùa xây dựng và cô xây toàn vẹn là cái đó, còn những chỗ khác cô đóng góp vào 3 tỷ vào xây dựng thì tu bổ thì cô không có tính, nhưng mà riêng cái chùa đó đó thì cô xây toàn bộ. Nhưng mà rồi có họ gọi cô, họ muốn phỏng vấn, nhưng phỏng vấn một cái cách giống như là ganh tị, giống như nó tại sao cô phải mang tiền về đó làm như thế. Cô nói, cô nói cho vị nghe, cô đem cả cái gia tài của cô, có nghĩa là cô đổi từ cái căn nhà đời của cô vào xây căn nhà đạo. Vậy thì có gì sai đâu. Mà cô làm là với cả tấm lòng, cô không suy nghĩ, cô không đổi trác gì cả, đến nỗi là ở đó chưa có cho cô một cái gì gọi là trả lại mà. Thậm chí xin lỗi, cô về cô bận, cô không có giờ để cô ăn ở chùa, cô lại đi nơi khác ăn nữa, huống chi mà cô tính cô làm thì cô trải lòng thôi. Nhưng mà cô nghĩ tiện đây thì Đức Tiến hỏi cô là có suy nghĩ, có cái vụ mà trái chiều hay không. Thì cô nghĩ rằng chắc cũng quý vị đi làm từ thiện khác chắc cũng có những cái vấn đề trái chiều. Nhưng mà xin thưa với quý vị, trái chiều là những người, người ta không có đồng cái ý tưởng với mình, hoặc là người ta có một cái gì đó nó còn eo hẹp trong lòng quá. Cho nên họ mới cứ nghĩ trái chiều. Với vấn đề mà tự thiện thì cô nghĩ tự thiện là từ tâm tất cả, và đặc biệt là những cái gì mà cô tự thiện từ trước đến nay là tiền của sư cô, làm ăn dành dụm và cả công ty sư cô cho sư cô, để cô có cơ hội để tạo phước và trải lòng với xã hội và tự thiện trong cái vấn đề tam bảo.
Cho nên đó là cái điều mà ngày hôm nay cô sẽ trải lòng và chia sẻ sự thật với một cái câu mà Đức Tiến đã hỏi. Yeah. Cho nên cô biết được có nhiều người cũng chia sẻ với cô mà cô thì không gặp phải. Yeah. Nhưng mới đây thôi là cô lại gặp một cái vấn đề này, cô lại thấy nó hơi kỳ. Nhưng mà cô không buồn đâu. Yeah. Bởi vì cô làm là cô chỉ biết là chư Phật, chư Thiên biết cô làm. Cho dù ai đến đó một lần đi nữa trên cái mảnh đất đó, đi vào cái ngôi chùa đó là được cô lo, cô yeah. làm lên. Cho nên cho dù họ có nghĩ trái chiều đi nữa, cái đó là cái nhân quả của họ sẽ gánh chịu thôi. Yeah. Đó là cái vấn đề. Cho nên sư cô cũng xin chia sẻ với tất cả những người nào mà với cả tấm lòng và từ thiện mà quý vị gặp phải những điều không có vui, mà quý vị cũng đừng nên có cái điều mình suy nghĩ làm gì. Mình cứ vui, mình trải lòng. Cái yeah. đó là cái niềm vui hạnh phúc mà mình mang theo. Yeah, đó là cái điều mà sư cô thật tâm chia sẻ với Đức Tiến. Dạ, yeah. cảm ơn sư cô rất là nhiều. Đức Tiến có nghe đâu đó là chính khi cho đi là khi được nhận lãnh, và sư cô đã làm được điều đó. Yeah. Sư cô đã cho đi những gì sư cô có thể làm được. Yeah. Và muốn cho đi trước tiên mình phải có. Yeah. Muốn cho người ta sự bình an, mình phải có sự bình an. Đúng. Muốn cho người ta một sự tu tập thì mình phải có tu tập mới Đúng. Cho được. Và muốn cho người ta có được một nơi, một cái ngôi chùa hoặc là một cái gì đó. Đó không phải chỉ là vật chất không, mà đó chính là tấm lòng mà sư cô đã nói. Sư cô đã có thể lấy cả một cái ngôi nhà trong cuộc đời sống sư cô để một phần nào đó giúp cho ngôi nhà đạo mà quý vị thích đến được đó. Và Đức Tiến cũng là một trong những người đã có nhiều dịp đi làm trong rất nhiều các chuyến từ thiện. Yeah. Nên Tiến hiểu được cái tấm lòng của người làm. Đơn yeah. thuần họ nghĩ đến những người khó khăn. Đúng. Đơn thuần họ nghĩ đến những người đang nghèo khó. Và đơn thuần họ nghĩ đến những người thật sự đang cần nó. Chứ không phải họ nghĩ đến những người đứng bên ngoài nhìn vô và nói. Yeah. Phải không sư yeah, cô? Đúng rồi, dạ. đúng rồi đó. Và hơn hết thì chúng ta cũng biết rằng là trong bất cứ cuộc sống chúng ta luôn muôn hình vạn trạng, yeah. luôn đủ màu sắc. Chính vì đó mới là cuộc sống. Và yeah. cuộc sống của một người sư cô như sư cô đây thì chúng ta thấy là nó còn có muôn vàn những sự khó khăn hơn mà sư cô vẫn luôn vượt qua. Yeah. Sư cô đã từng chia sẻ Đức Tiến và cùng quý vị, đó là đôi lần sư cô đã tự mình đốt lên những ngọn đuốc sáng để tiếp tục đi con đường tu của mình. Và yeah. tiếp tục không chỉ rọi sáng cho sư cô mà ánh sáng đó còn lan tỏa đến những nơi tối tăm, ánh sáng đó còn mang đến những sự nồng ấm cho những nơi nghèo khó, và ánh sáng đó còn soi đường cho những ai đang còn mịt lối. Và Đức Tiến tin chắc rằng, giống như Tiến đã từng chia sẻ với sư cô và với quý vị, chúng ta nghe nhiều, thấy nhiều, biết nhiều, nhưng chúng ta cần phải làm nhiều. Thì đó là thực tế phong sư cô. Mơ Phật, dạ đúng rồi. Yeah. Nếu mình nói mà mình không thực hành thì không được. Cũng như mình học, mình theo, mình học pháp mà mình không có hành cái pháp đó yeah. thì không bao giờ thành tựu được. Yeah. Phải hành mới được. Yeah, đó vâng. là cái điều trong xã hội. Yeah. Mỗi con người chúng ta đều phải hành. Dạ. Yeah. Yeah, đó cái điều. Yeah. Và thời gian để cho chúng ta cùng trò chuyện với nhau cũng đã hết rồi thưa quý vị. Đức Tiến biết rằng là sẽ còn rất là nhiều điều để chia sẻ với quý vị nhiều lắm. Nhưng mà trên hết có lẽ là chúng sư cô và chúng ta từng hay nói, tức là cái nhân duyên chúng ta đến với nhau để cùng trò chuyện đôi lời trong trò chuyện ngày hôm nay. Mong rằng quý vị sẽ hiểu hơn về sư cô. Và trước khi chúng ta chia tay nhau, chắc chắn rằng là sư cô còn có rất là đôi lời để tất cả quý vị, với những người mà rất thương sư cô và với những người mà sư cô cũng rất là yêu quý. Mời sư cô có đôi lời cuối ạ. Nam mô Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý khán giả Phật tử khắp nơi và Đức Tiến, hôm nay sư cô rất là vui được gặp lại Đức Tiến một lần nữa để chia sẻ về công việc học tại Sri Lanka sau khi tốt nghiệp trở về lại Mỹ, và đặc biệt là những cái công tác từ thiện mà sư cô đã làm đóng góp cho cộng đồng và xã hội cũng như là Phật giáo của chúng ta. Thì sư cô nghĩ rằng trên bước đường đời ai cũng phải gặp phải những cái điều niềm vui và những cái điều nỗi buồn trong đó. Yeah. Nhưng quý vị phải biết những cái niềm vui thì chúng ta tiếp tục để nhận đó là những cái bước đường để chúng ta hành trang tiếp tục trong cuộc sống của chúng ta. Còn những cái gì buồn chúng ta phải cho nó qua đi. Yeah. Bởi vì những cái nỗi buồn đó nó không mang lại cho chúng ta hạnh phúc trong tiếp tục hiện tại và tương lai. Buồn nó cũng qua rồi, nó đau khổ thì nó cũng hết thôi. Cho nên chúng ta lấy đó là một cái kỷ niệm nào đó trong cuộc đời của mình và chúng ta sẽ tiếp tục bước lên. Cũng như sư cô hiện giờ, khi sư cô học xong rồi thì sư cô tiếp tục làm việc
việc quốc tế. Rất là vui, rất là hạnh phúc được làm việc với các thầy ở Sri Lanka và các sư cô trong một vai trò là ni bộ thế giới. Thì sư cô làm được những việc gì sư cô rất là vui. Cho nên hy vọng là sư cô sẽ được những cái lời khích lệ của tất cả quý vị khán thính giả Phật tử khắp nơi. Nếu quý vị thấy rằng những công việc của sư cô làm hữu ích thì quý vị có thể theo dõi cũng như là bước theo cái con đường của sư cô. Cái điều đó thì rất là quý. Tuy nhiên không tránh những cái điều nào mà quý vị không hài lòng. Nếu như có được thì xin quý vị cũng hoan hỷ, bởi vì nhân vô thập toàn, không ai hoàn toàn cả. Cho nên nếu mà có vô tình thì quý vị cũng phải hoan hỷ cho, để mà tất cả chúng ta đều vui vẻ hết. Sư cô hy vọng là có nhân duyên sư cô sẽ gặp quý vị, nhất là tại chùa của sư cô tại Nam California. Quý vị sẽ ghé qua vào ngày Chủ nhật để quý vị được thưởng thức những món chay, hoặc là quý vị nghe những bài pháp của quý thầy giảng dạy, đặc biệt là tại ngôi chùa của sư cô, của sư ông Pháp Chủ Thích Chắc Nhiên trước đây. Thì tại Nam California, sư cô sẽ mời các vị tăng Sri Lanka sẽ về hướng dẫn bằng tiếng Anh cho các em trẻ cũng như người lớn và dạy hành thiền thêm. Thì nếu mà quý vị trong cuộc sống có những cái thời gian mệt mỏi, nặng nhọc trong cái sự suy nghĩ của mình, thì mình đến mình ngồi thiền để cho mình nhẹ nhàng cái tư tưởng và mình nhẹ nhàng trong cái phần trí tuệ của mình. Thì đó là cái điều mà chùa của cô sẽ đang thực hiện tại miền Nam California. Quý vị có thể theo dõi chi tiết ở trên mạng, trên YouTube, thì quý vị sẽ biết ở đâu, và xin mời quý vị ghé qua để mà có cơ hội gặp gỡ, chúng ta học hỏi cùng với nhau. Một lần nữa sư cô xin cảm ơn Đức Tiến rất là nhiều. Gặp lại tài tử những ngày nào bao nhiêu năm trước rồi thưa quý vị, mà mình đâu có cơ hội nói chuyện phải ngày hôm nay đó Đức Tiến phỏng vấn sư cô hơi nhiều, quý vị thấy không? Cho nên đây là cái cơ hội, cho nên thưa quý vị là sư cô rất cảm ơn Đức Tiến rất nhiều. Cầu chúc cho Đức Tiến thật là nhiều sức khỏe, gia đình an vui, hạnh phúc, sẽ thăng tiến thành đạt trong công danh sự nghiệp của mình. Và không quên cầu chúc cho tất cả quý khán thính giả Phật tử khắp nơi được thân tâm an lạc, và lúc nào gia đình cũng êm ấm và công danh sự nghiệp được thành tựu viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ vâng, và thưa quý vị thì Đức Tiến cũng cảm ơn sư cô rất là nhiều đã cho Tiến được cơ hội để cùng tâm sự trò chuyện với sư cô. Con cũng chúc cho sư cô được mọi điều tốt lành và thực hiện được những gì mà sư cô mong muốn. Và điều mà Đức Tiến cũng chia sẻ với quý vị đó là chúng ta thương sư cô, hiểu sư cô và đồng hành cùng với sư cô, thì hãy hiệp lực cầu nguyện với sư cô để được mọi điều tốt lành đến với sư cô. Đức Tiến cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành những phút, những thời gian để cùng đây, cùng ngồi đây để nghe Đức Tiến và sư cô tâm sự với quý vị. Hy vọng rằng quý vị cũng tìm được những điều rất tuyệt vời, những bình an ở trong cuộc sống của quý vị. Chúc cho quý vị được công việc được tốt lành, gia đình được hạnh phúc và được mọi điều như ý. Xin kính chào và hẹn gặp lại.